Ajax có nguy cơ biến mất, Ronaldo sắp ra đường đến nơi. Ngôi sao người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo phải đối mặt với một tình thế vô cùng tiến thoái lưỡng nan với việc đội bóng Ajax có nguy cơ biến mất. Ronaldo đối mặt tương lai bất định. Cristiano Ronaldo giờ đây đang mắc kẹt tại Ajax, khi phải lựa chọn ở lại Ajax và chiến đấu để cứu câu lạc bộ, hoặc ra đi trước cuộc khủng hoảng nội bộ ngày càng gia tăng. Chủ tịch Ajax, Ibrahim Al-Muhai đang trên bờ vực từ chức do PIF, Quỹ Đầu Tư Công Saudi Arabia, từ chối cho phép ký hợp đồng. Điều này đã khiến tình hình trở nên trầm trọng hơn. PIF mua lại 75% cổ phần của tất cả các câu lạc bộ Saudi Arabia vào năm ngoái với mục đích củng cố giải đấu. Tuy nhiên, đội bóng của Ronaldo, Ajax, không được phép ký hợp đồng vì bị cho là vượt quá giới hạn. Ngược lại, những đội như Al Hilal lại nhận được hỗ trợ tài chính từ PIF. Điều này gây ra sự bất bình và nghi ngờ trong câu lạc bộ. Al Hilal, đối thủ chính của Ajax, đã chi thêm gần 200 triệu euro cho chuyển nhượng, nhận được sự giúp đỡ từ PIF và điều này đã làm gia tăng căng thẳng. Trong bối cảnh đó, chủ tịch Ajax sẵn sàng đầu tư tiền túi của mình để ký hợp đồng với những cầu thủ đẳng cấp thế giới như Sergio Ramos, Ederson và Gundogan. Tuy nhiên, ông vấp phải sự phản đối từ các thành viên chủ chốt trong hội đồng quản trị. Guido Finga, giám đốc điều hành của Ajax và cựu giám đốc của Roma, cùng với Rai Ismail, chủ sở hữu công ty tài trợ cho Al Hilal, là những người phản đối chính các bản hợp đồng. Tình huống này đã tạo ra bầu không khí bất ổn trong câu lạc bộ, nơi Cristiano Ronaldo đang nghiêm túc cân nhắc về tương lai của mình. Ở Saudi Arabia, tin đồn về khả năng từ chức của chủ tịch Ajax đang ngày càng gia tăng. Cả Cristiano Ronaldo và huấn luyện viên Luis Castro đều thể hiện sự ủng hộ đối với chủ tịch và khẳng định cần có những bản hợp đồng để duy trì khả năng cạnh tranh của đội. Cristiano Ronaldo, người trở thành trụ ở Ajax kể từ khi anh đến giờ đây đang bị giằng xé giữa việc tiếp tục tôn trọng câu lạc bộ hoặc rời khỏi cuộc khủng hoảng nội bộ. Tương lai của Ronaldo hứa hẹn sẽ lại gây chú ý với việc sắp ra đường đến nơi.